Xin chào mọi người, hôm nay là ngày sinh nhật Bác Hồ. Thì bạn được vinh dự học trong ngôi trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố. Cho nên là hôm nay nhà trường có tổ chức buổi lễ dâng hoa và mừng sinh nhật Bác rất là long trọng. Bây giờ thì bạn ấy đang ăn sáng để chuẩn bị vào thay đồ cho tiết mục văn nghệ của mình.
Thank you.